Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Động trời Nguyễn Phú Trọng muốn xoán ngôi cha già dân tộc. Cha già dân tộc là danh xưng mà ông Hồ Chí Minh đã tự đặt cho mình, và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã dùng danh xưng này để xây dựng hình ảnh một con người đẻ ra dân tộc này. Mặc dù dân tộc Việt Nam có tuổi đời đến 4.000 năm và hiện nay hơn 100 triệu người dân Việt Nam sống trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Phú Trọng là người trung thành với chủ nghĩa cộng sản và trung thành với đường lối của ông Hồ Chí Minh. Mỗi lần phát biểu trước đảng viên là ông Trọng lại trích dẫn câu chữ của ông Hồ Chí Minh mà giao giảng đạo đức cho các cán bộ cộng sản của mình. Tuy nhiên, không hiểu sao từ cấp dưới đến cấp cao ngày càng tham nhũng vô độ. Đã bao năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng hình ảnh ông Hồ Chí Minh, nên hình ảnh này đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người. Nếu ông Hồ Chí Minh là nhân vật số 1 thì không ai là nhân vật số 2. Nói chung, trong Đảng Cộng sản thì ông Hồ Chí Minh là số 1 và hiện nay nhân vật số 2 là ông Võ Nguyên Giáp. Ngay cả xoán ngôi ông Võ Nguyên Giáp đã khó với ông Nguyễn Phú Trọng thì nói gì đến tham vọng xoán ngôi ông Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đi thăm khu di tích Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ông Hồ Chí Minh tự xưng là cha già dân tộc, thì Nguyễn Phú Trọng cũng tự xưng là anh cả. Điều đó cho thấy tham vọng của Nguyễn Phú Trọng là như thế nào. Từ phong thái cho đến lời nói, không ai không nhận ra bên trong ông Nguyễn Phú Trọng là ông. Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ ra là người thầy, người cha của thiên hạ, giao giảng đạo đức khắp nơi. Nhưng chính phủ và Đảng Cộng sản ngày càng suy yếu và tham nhũng nghiêm trọng. Tháng 2, ngày 2 tháng 9, ông Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm ông Hồ Chí Minh tại khu nhà 67 trong khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhân dịp kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điều đáng nói là sau khi dâng hương, ông Nguyễn Phú Trọng lại quay lại ngồi ngay vào chiếc ghế của ông Hồ Chí Minh, khi mà tất cả là kỷ vật, là hiện vật mà ban quản lý di tích cấm sờ vào hiện vật. Lại còn ngồi quay lưng vào bàn thờ hương còn đang cháy của ông Hồ Chí Minh nữa. Đây chính là hành động được xem là xem thường bậc tiền nhân của ông Nguyễn Phú Trọng, lộ ra trước toàn dân thiên hạ. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn xây dựng hình ảnh bản thân bằng hình ảnh liêm khiết và chống tham nhũng. Cho tới nay, uy tín của ông Trọng đã được nâng một tầm đáng kể. Át hẳn, ông Trọng có tham vọng là nhân vật thứ ba trong Đảng Cộng sản Việt Nam sau ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp. Và con người thật của ông Nguyễn Phú Trọng là như thế nào? Vào ngày 2 tháng 9, ông Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm cụ Hồ tại nhà 67, khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Căn nhà 67 là nơi ông Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh. Tháp tùng ông Nguyễn Phú Trọng có Võ Văn Thưởng, Lê Minh Hưng, vân vân. Năm nào cũng vậy, đúng vào dịp lễ như thế này thì ông Nguyễn Phú Trọng đều đến dâng hương tưởng niệm ông Hồ Chí Minh tại nhà số 67. Theo báo chí ca ngợi thì để bày tỏ lòng thành kính biết ơn ghi nhớ công lao trời biển của ông Hồ Chí Minh. Nhìn động thái này, chúng ta nhìn sang Bắc Triều Tiên thì cũng y hệt như vậy. Khi có sự kính trọng thì người ta không bao giờ tự tiện. Trong chuyến thăm khu di tích này, ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện thái độ với tiền nhân trong Đảng Cộng sản không được tôn trọng. Chính ông đã ngồi vào chiếc ghế kỷ vật mà sinh thời ông Hồ Chí Minh đã từng ngồi. Và điều đặc biệt nghiêm trọng thì đây là chiếc ghế được Đảng Cộng sản Việt Nam xem là bảo vật từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng lại ngồi chễm chệ vào chiếc ghế ấy. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn điều gì? Câu hỏi được đặt ra. Ông muốn là người có tầm ảnh hưởng như ông Hồ Chí Minh chăng? Hay ông muốn xoán ngôi người mà Đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh là cha già dân tộc? Tuy miệng thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn lải nhải là học tập, tưởng nhớ, ghi nhớ lời dạy của Bác, cố gắng tự soi, tự sửa, tự rèn luyện mình, có thêm tiến bộ. Nhưng nếu về thái độ, hành động, có vẻ như ông không tôn trọng những kỷ vật mà ông Hồ Chí Minh đã để lại. Có nghĩa là ông thực sự cũng không tôn trọng ông Hồ bao nhiêu. Đây là hình ảnh dâng hương ông Hồ Chí Minh dường như rất thành kính. Ông Nguyễn Phú Trọng nói, chúng ta tiếp tục học tập, noi gương, làm theo Bác và truyền lại cho các thế hệ sau. Đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Nhân dân thực sự có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, giữ vai trò, vị thế xứng đáng trên trường quốc tế như lời Bác Hồ đã dạy. Tuy nhiên, thực tế đã hơn 20 năm
Đảng Cộng sản Việt Nam phát động phong trào học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng đạo đức của quan chức Cộng sản thì ngày càng xuống cấp. Chẳng lẽ điều đó ông Nguyễn Phú Trọng không nhận ra, hay ông có biết nhưng ông cố tình làm ngờ? Và tham vọng ẩn bên trong con người Nguyễn Phú Trọng là gì? Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng cố làm bộ khiêm nhường, luôn là người giao giảng đạo đức Hồ Chí Minh khắp nơi từ Bắc đến Nam, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng từng tóm hai chiếc ghế quyền lực vào người thì điều đó cho thấy ông tham vọng rất lớn. Kể cả tham vọng muốn lưu danh sử sách bằng cách cầm quyền suốt đời như ông Hồ Chí Minh đã từng làm. Và điều đó đã được chứng minh trong Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa qua, ông đã bước qua điều lệ đảng để vào nhiệm kỳ thứ 3, nơi mà điều lệ đảng không cho phép. Điều đó thể hiện ông Nguyễn Phú Trọng là một người nói một đường, làm một nẻo. Trong câu chuyện của Trung Quốc ngày trước, thì nhiều người tìm cách che giấu quyền lực tối cao của mình bằng cách xin thêm. Như Tư Mã Ý chẳng hạn, bầy tôi của nhà Ngụy thời Tam Quốc, Tư Mã Ý đã nắm quân đội trong tay, thủ túc đứng chật triều đình. Đúng là quyền lực tối cao, nhưng vẫn tỏ ra ngoan hiền trước gia tộc họ Tào. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng giao giảng đạo đức Hồ Chí Minh như hát hay ấy có ẩn ý và chứng tỏ bề ngoài chứ bên trong không phục như Tư Mã Ý ngày xưa hay không. Hành động và chiếc ghế ngồi chiếm trệ nơi ông Hồ Chí Minh đã từng ngồi cho thấy tham vọng rất lớn của Nguyễn Phú Trọng, chứ thực sự ông không ngoan hiền như mọi người vẫn tưởng. Và chính danh là một thuật ngữ chính trị xuất hiện từ thời Xuân Thu bên Tàu. Trước đây 25 năm thế kỷ, ông Khổng Tử nói rằng muốn chính trị một nước ổn định thì phải chính danh. Vắn tắt là chính danh nghĩa là người giữ chức vụ nào làm đúng với danh phận của mình. Quân quân thần thần nghĩa là vua làm đúng việc của vua, bầy tôi làm đúng việc của bầy tôi. Cả Đảng Cộng sản Việt Nam tự xem là bầy tôi của ông Hồ Chí Minh, nhưng ông Trọng thì tỏ vẻ không quan trọng lắm với hành động ngồi vào chiếc ngai vàng của ông vua Hồ Chí Minh trước đó. Đây là hình ảnh ngồi vào ngai vàng như một ông chủ ngai thực sự. Với quyền lực tuyệt đối trong tay, ông Nguyễn Phú Trọng nói năng rất rành mạch, tự tin và khi tự so sánh mình với Hồ Chí Minh. Ông Trọng đóng vai trò khiêm tốn rất khéo, nói rằng liên quan cá nhân tôi thì nói cũng khó nói. Để mọi người biết ông khiêm nhường, rồi ông nói tiếp, nhưng trước đã có thời Bác Hồ vừa là chủ tịch nước, vừa là chủ tịch đảng, vân vân, như tôi đã từng làm. Thực ra, vai trò của ông Hồ Chí Minh ngày xưa với Nguyễn Phú Trọng bây giờ rất khác nhau. Thời ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước, vừa làm chủ tịch đảng thì cả hai tên gọi đều vô vị. Cả hai chức vụ chỉ ngồi làm vì, đóng vai nghi lễ, không nắm chút thực quyền nào cả. Lê Duẩn mới là người thực sự nắm quyền, sinh sát. Họ cho Bác nghỉ ngơi, chờ ngày chết mà thôi. Có lần hội nghị đảng, Bác Hồ muốn phát biểu ý kiến mà không được phép. Còn ông Trọng bây giờ thì quyền lực phải sánh ngang với Lê Duẩn ngày xưa, chứ không hữu danh vô thực như ông Hồ Chí Minh lúc cuối cùng của sự nghiệp. Vậy nên, việc ông Nguyễn Phú Trọng có thái độ coi thường những gì mà ông Hồ Chí Minh để lại cũng là điều rất dễ hiểu. Và chắc chắn rằng trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục làm những điều ngang trái như thế. Và liệu Nguyễn Phú Trọng có xoán ngôi được Hồ Chí Minh hay không chính là câu hỏi mà dư luận đặt ra sau những hình ảnh và những hành động của ông Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ thì Nguyễn Phú Trọng nắm quyền thực sự và có thể nói là quyền lực tối cao. Tuy nhiên, dù cuối đời không có thực quyền, nhưng cái được của ông Hồ Chí Minh là không một lãnh đạo Cộng sản nào có được, đó là biểu tượng của Đảng Cộng sản với danh hiệu là cha già dân tộc. Ông Nguyễn Phú Trọng đang hướng tới mục tiêu là thành biểu tượng cho chế độ như Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp. Đây là hình ảnh còn không đeo khẩu trang nữa, như vua, ông muốn làm gì thì làm. Hiện nay ở bên Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng có tham vọng như thế và đang từng bước tiến tới đưa bản thân thành biểu tượng của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc như Mao Trạch Đông đã từng gặp. Tập Cận Bình ngày nay quyền lực có thể ngang với Mao Trạch Đông và đang thực hiện chiến dịch thanh trừng với cái tên gọi là đả hổ diệt ruồi và sửa hiến pháp để được cầm quyền suốt đời như Mao Trạch Đông. Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn quyền lực mạnh hơn ông Hồ Chí Minh và ông Trọng đang học theo cách làm của ông Tập Cảnh Bình. Trung Quốc làm sao thì ông Trọng bắt chước làm y hệt như vậy. Tuy nhiên, có thành công hay không là vấn đề khác. Để đứng ngang với ông Hồ Chí Minh danh tiếng thì e rằng Nguyễn Phú Trọng không thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 với bản tin Động trời Nguyễn Phú Trọng muốn xoán ngôi cha già dân tộc.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.